Đây là cái hộp của cái máy đo 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 đường dài, đo khoảng cách nè. Mở hai cái chốt mà lên, mở này lên, trong này có sẵn hai cục pin với lại cuốn sách hướng dẫn. Cuốn sách hướng dẫn đây đây đi, cho nằm yên đây. Mở cái hộp này lên, nhớ phải giữ cái hộp này nó để bảo vệ. Trong cái hộp này, đây là cái máy đo nè, mặt trước là ứng dụng nè, đầu laser là qua bên này. Ở đây nó có cái đo mực để nó đảm bảo rằng cái khoảng cách mình là nó nằm ngang nè, cái thước nằm ngang. Ở đây là cái mặt để mà lấy cục pin ra, chủ yếu câu chuyện là lấy cục pin ra như thế nào, và đồng thời nó có lỗ tròn là để gắn vô cái tripod. Bây giờ mình xoay qua, mình bật như thế này để xoay lại cho nó dễ. Đây thì khi mà mình gỡ cái này ra, nó coi cẩn thận đừng có làm mạnh quá nó gãy tay, nó gãy cái chốt của ta. Ở đây nó có dấu hai cục pin, một cục nằm chĩa xuống, một cục chĩa lên. Đầu dương, đầu dấu cộng, một bên trái là chĩa xuống, bên phải là chĩa lên. Ở đây nó có cái ngàm kéo khóa màu đen. Ở ngàm kéo này nó có hai cái khuyết. Cái mục tiêu của hai cái khuyết là để cho mình lấy hai ngón tay mình kéo xuống cẩn thận, đừng kéo mạnh quá rớt ra hết. Kéo cho mạnh ra và lấy ngón tay này giữ lại để em thôi nó lạc mất. Ở đây mình để hai ngón tay như thế này để mình kèm cái này lại. Ở đây nó có hai phần nè, phần đầu là cái phần mình phải lấy ra, phần này là phần ngang với lại cái thủy lực này nè, cái mực đo nữa là hai ngón tay, và ngón tay thứ ba mình để đây. Mình chỉ cần khiều ngón tay này ra là nó sẽ ra cái nắp đây, khiều ra ra nắp để vô thao tác cái lại. Khi thao tác cái lại thì đảm bảo nằm trong khớp. Trước khi mình đẩy nó vô là nó vô hai cái ngàm. Lặp lại là hai ngón tay nằm đây, là nằm ngang với cái ống mực, ngang ngón tay cái nằm ở đây để mình kéo nó ra, mở ra. Khi mình mở nó ra thì nó sẽ có một cái hộp chứa pin màu đen và đồng thời có cái nắp. Mình lấy cái ngón tay phải, cái ngón cái này là mình kẹp ở đây trước đã, rồi mình khiều cái ngón trỏ, mình khiều cái nút đỏ để mình lấy cái này ra. Lý do là tại vì cái thằng nào lúc trước nó làm gãy của mình đó, kẹp vô muốn vô á thì nhớ ngón cái đưa vô cái ngàm đè xuống, và đồng thời đè xuống nha, đè xuống nè, không nè đó, đè xuống. Rồi khi mình đè sát xuống rồi thì mình lấy cái ngón ngón này mình đẩy nó ra, phải không? Lặp lại, lấy con này kèm, lấy con này mở ra, đúng chưa? Nếu muốn mở, nếu muốn khóa lại thì lấy con này mình đè xuống nè, đè xuống, đè xuống, đè xuống, rồi mình lật nó, lấy con tay khóa trở lại. Ok, sau đó mình phải cẩn thận, cái này nhẹ nó dễ hư lắm, thành ra mình bỏ vô đây, thấy không? Thấy cái khớp không đó, mình cầm nhẹ mình bỏ vô đây đó. Khi mà nó vô khớp rồi, đừng có ép nó, để là tự nó vô khớp thôi nè, không, nó vô cái ngàm. Sau khi đó rồi thì mình lấy hai cái, lấy cái này mình đè cho nó mạnh xuống, đè mạnh đẩy tới đó, lặp lại đó, mình đè cho nó mạnh đẩy tới, rồi xong, chấm dứt. Trước mặt mình có cái label để mình sử dụng. Bên này là cái on off, mở lên mở xuống. Đây là cái nút mà khi mình đã chọn ba cái ứng dụng mình muốn, một là đường thẳng, hai là hình 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 mặt phẳng, hình vuông hay hình chữ nhật gì đó, ba là hình khối, đường thẳng, mặt phẳng, khối. Ngoài ra nó có số ứng dụng như thế này thì mình coi sách vở đi. Còn cái này là sau khi mình turn on, có thể mình turn cái đèn lên, đúng chưa? Rồi bây giờ mình muốn đường thẳng thì mình bấm vô đây, rồi bắt đầu mình nhắm vô thẳng vô, đúng chưa? Đó, rồi sau khi mình nhào thẳng vô cái khoảng cách vị trí mình muốn thì là mình bấm cái nút này đó, mình bấm cái nút này đó, rồi thì nó cho mình cái khoảng cách ở đây là 1355 gì đó. Cái okay. Chấm dứt.